Đây là con ếch nhỏ của một anh trai quê ở Vĩnh Long gửi lên cho anh em mình đề can. Dọn phun dần áo, phun dần chân, ốc ác cho nó sạch sẽ và mới đẹp lại. Thì anh em đã tiến hành sơn si xong, bây giờ bắt đầu gáp lần lần vào những món cơ bản như câm niềng đùm, niềng được đánh si rất là sáng ha, câm bắt mới, đùm thì sơn lại màu zin. Thay đĩa, thay phun ốc, heo dầu sơn là màu đồng, phun gượt, sườn, lốc mái đều được sơn và đánh mới lên hết, lốc mái cũng như phun bộ ốc Salaya. Bánh sao và gấp sao cũng tương tự, đều được sơn si và thay mới. Dàn áo xe này thì rất là tệ, bể bát rất là nhiều và đã bị sơn từ trước đó rất là nhiều lớp. Anh em phải tiến hành làm mũ lại, cũng như xả hết những lớp sơn cũ ra, phục hồi lại bộ áo này khá mất thời gian. Rồi đã gấp hoàn thiện, bây giờ anh em đánh bóng lên cũng như chế một bộ tem cà rơm lên nữa là xong. Rồi đây là bản hoàn thiện nha. Một con xe full đen lên một bộ tem cà rơm đơn giản. Tất cả những chỗ đèn đều được phục hồi mới. Nhựa nhám, phun dàn chân, ốc ác đều được thay Salaya. Một con xe cơ bản sạch sẽ từ bên ngoài cho đến bên trong. Rồi tối nay sẽ gửi về Vĩnh Long cho anh trai ha. Chúc anh và gia đình sức khỏe.